Anh Chi xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp trong chương mục đọc báo và điểm tin trên TTV hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 5 năm 2021. Mở đầu là các bản tin được tổng hợp từ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Đài Loan tập trận bắn hỏa tiễn không đối không với sự đồng ý của Mỹ. Lần đầu tiên Hoa Kỳ chấp nhận để Đài Loan bắn thử hỏa tiễn tầm trung không đối không tân tiến AIM-120 theo truyền thông Đài Loan, động thái này cho thấy chính quyền Mỹ ngày càng tỏ rõ sự hậu thuẫn đối với Đài Loan về mặt quân sự trước nguy cơ xâm lược của Bắc Kinh. Tuần sang Pháp, Courier International dẫn lại tờ báo Đài Loan Tự do thời báo hôm 13 tháng 5 cho hay vào lúc 5 giờ 35 phút ngày 11 tháng 5, bốn chiến đấu cơ Đài Loan F-16V mỗi chiếc mang hai tên lửa tầm trung AIM-120 cất cánh từ căn cứ không quân Jiayi, Tây Nam hòn đảo. Hai chiến đấu cơ đã bắn thử hai tên lửa và cả hai đều trúng đích, theo Tự do Thời báo. Tờ Tự do Thời báo tiết lộ, vụ bắn thử này nhạy cảm đến mức mà Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Không quân coi như là một nhiệm vụ bí mật. Theo tổng biên tập của tạp chí quốc phòng quốc tế, cuộc tập trận bắn thử tên lửa không đối không tầm trung này cho thấy Hoa Kỳ bắt đầu tỏ rõ quyết tâm giúp Đài Bắc kháng cự lại Trung Quốc. Phát biểu trên báo Taiwan News, nhà phân tích Tô Tử Vân thuộc Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Quốc gia Đài Loan nhận định là việc chính quyền Biden sẵn sàng cho phép Đài Loan bắn thử một vũ khí tân tiến và nhạy cảm như vậy cho thấy Washington tin tưởng Đài Bắc. Nghệ sĩ đảng cầm quyền dân tiếng Vương Định Vũ bình luận rằng sự kiện này có thể cho thấy Washington muốn chứng tỏ với Bắc Kinh là Đài Loan đã sẵn sàng về quân sự để chống lại một cuộc tấn công của Trung Quốc. Năm 2000, Washington đã cho phép bán cho Đài Loan 200 tên lửa AIM-120 không đối không tầm trung. Thoạt tiên các tên lửa này được giữ lại tại đảo Guam của Hoa Kỳ nằm ở phía Tây Thái Bình Dương. Mỹ đã quyết định chuyển cho Đài Loan loại vũ khí này sau khi Trung Quốc nhận được tên lửa tầm trung của Nga AA-12 vào năm 2003. Đài RFI tiếp tục đưa tin về tình hình tại Hồng Kông. Tài sản của nhà tỷ phú đấu tranh Lê Trí Anh Jimmy Lai bị phong tỏa. Tại Hồng Kông, vào lúc sắp đến kỷ niệm một năm Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia khắc khe lên đặc khu này, ngày 30 tháng 6 năm ngoái, chính quyền thông báo sẽ phong tỏa tài sản của nhà tỷ phú đấu tranh nổi tiếng Lê Trí Anh, Jimmy Lai. Không chỉ tài sản trong tập đoàn báo chí Next Digital, mà cả số tiền của ông Lê Trí Anh trong ba tài khoản ngân hàng Hồng Kông có liên quan đến các công ty mà ông sở hữu. Từ Hồng Kông, thông tin viên Florence Desanyi tường trình như sau. Toàn bộ số tiền bị phong tỏa lên đến 500 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với 60 triệu euro, theo South China Morning Post. Ông Lê Trí Anh sở hữu 70% cổ phần trong tập đoàn báo chí chủ quản tờ báo rất nổi tiếng Apple Daily. Tháng trước, Giám đốc Cảnh sát Hồng Kông Đặng Bình Cường tố cáo Apple Daily kích thích hận thù. Cáo buộc này không có bằng chứng nhưng được coi là dấu hiệu cho thấy hồi kết của tờ báo đã đến. Tuy vậy, vào tối hôm 15 tháng 5, Chủ tịch tập đoàn là Trương Kiếm Hồng vẫn khẳng định việc phong tỏa tài sản của ông Lê Trí Anh không ảnh hưởng đến hoạt động của tờ báo Apple Daily. Nhà tỷ phú đấu tranh đang thụ án 14 tháng tù giam vì đã tham gia vào các cuộc biểu tình không được phép vào năm 2019. Ông sẽ còn phải ra tòa vì nhiều cáo buộc khác, nhất là thông đồng với các thế lực nước ngoài. Một trong bốn tội danh trong luật an ninh quốc gia mới có hình phạt lên đến tù trung thân. Sinh tại Hoa Lục, cùng gia đình sang Hồng Kông lúc còn là một thiếu niên, nhà tỷ phú tay trắng làm nên năm nay đã 73 tuổi, là cái gai trong mắt của Bắc Kinh. Nhật báo Apple Daily của ông thường xuyên ủng hộ các cuộc biểu tình khổng lồ đã làm rung chuyển đặc khu trong năm 2019, trong khi các báo khác hoặc là thân Bắc Kinh hoặc tỏ ra thận trọng. Thưa quý vị, Quốc hội Bỉ sẽ bỏ phiếu về nghị quyết tố cáo nạn diệt chủng ở Tân Cương. Chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương do Bắc Kinh tiến hành tiếp tục bị tố cáo trên thế giới, trong hai ngày 18 và 19 tháng 5 tới đây, một cuộc tranh luận rất nhạy cảm sẽ diễn ra tại Quốc hội Bỉ với các phiên thảo luận về một nghị quyết xếp vào diện tội ác diệt chủng, chiến dịch đàn áp của Trung Quốc nhắm vào hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác. Đối với dân biểu đảng xanh người Bỉ Samuel Kugolati, người bảo trợ cho dự thảo nghị quyết, thì đã đến lúc cần phải vạch trần chính sách tàn bạo mà Trung Quốc tiến hành nhằm xóa bỏ văn hóa và tôn giáo của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Theo ông, đó chính là một cuộc diệt chủng căn cứ theo các định nghĩa ghi trong Công ước Liên Hiệp Quốc vào năm 1948. Trả lời đài RFI, nghị sĩ Bỉ cho rằng không thể chấp nhận việc vào thời đại hiện nay mà một thiểu số người Hồi giáo hơn một triệu người vô tội, kể cả phụ nữ, lại phải chịu cảnh bị giam giữ tùy tiện, bị nhốt ở trong trại, phụ nữ bị triệt sản, trẻ em thì bị tách khỏi cha mẹ. Dân biểu Kogolati hy vọng rằng lần này, cuộc tranh luận tại Quốc hội Bỉ có thể diễn ra được, vì hôm 4 tháng 5 vừa qua, cuộc thảo luận đã bị hủy bỏ vào giờ chót sau một vụ tấn công mạng. Tại Trung Quốc, chỉ cần là giáo sĩ Hồi giáo là có thể bị tù. Quốc hội Mỹ mở phiên họp xem xét vấn đề tội ác diệt chủng của Trung Quốc tại Tân Cương trong bối cảnh một tổ chức bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ tại Mỹ mang tên là Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ vừa công bố một báo cáo trong đó tố cáo tình trạng là mọi imam, tức là giáo sĩ Hồi giáo ở Trung Quốc, đều có thể dễ dàng bị giam cầm. Dựa trên các dữ liệu công cộng cũng như cá nhân, lời chứng và tài liệu tố tụng, Tổ chức này đã nêu bật hàng trăm trường hợp cho thấy sự hành động vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo trên nguyên tắc được Hiến pháp Trung Quốc bảo đảm. Trả lời đài RFI Peter Irwin thuộc Tổ chức Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ giải thích, Chúng tôi đã ghi lại được trường hợp của 1.046 giáo sĩ và nhiều chức sắc tôn giáo khác, chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ và Kazakhstan, đã bị bắt hoặc bỏ tù. 18 người trong số này đã chết trong trại giam. Con số trong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều Chỉ cần là một giáo sĩ là đủ để có thể bị bắt hoặc bị kết án tù Và đó không phải là lý do duy nhất Vì một người có thể bị bỏ tù vì đã học thần học ở nước ngoài Việc sở hữu tài liệu tôn giáo cũng bị cấm Vì vậy bạn có thể bị truy tố vì có kinh Coran Hoặc là đã ghi lại một văn bản tôn giáo trên điện thoại của bạn Việc dạy kinh Coran cho trẻ em cũng bị cấm Trong số khoảng 300 giáo sĩ hoặc đại diện tôn giáo bị kết án tù 96% bị kết án hơn 5 năm, trong đó có 25% bị kết án từ 20 năm tù trở lên. Vì vậy, theo báo cáo của chúng tôi, một phần ba số người mà chúng tôi đã truy ra tung tích đều đã phải thụ án rất dài, rất nặng, chỉ vì đã thực hành một tín ngưỡng một cách hoàn toàn bình thường. Ngoại trưởng Blinken công du Bắc Cực, một trách nhiệm cho quan hệ Mỹ-Nga, tin từ Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào hôm 16 tháng 5 đã lên đường đi Copenhagen, Đan Mạch, mở đầu chuyến công du Bắc Cực, nhân cuộc họp của Hội đồng Bắc Cực mà Hoa Kỳ và Nga là thành viên, còn Trung Quốc là quan sát viên. Theo hãng thông tấn xã Pháp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 17 tháng 5 sẽ gặp các lãnh đạo Đan Mạch, một thành viên của Hội đồng Bắc Cực, trước khi đến Iceland dự cuộc họp của Hội đồng Bắc Cực diễn ra trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, ngày 19 và 20 tháng 5. Hãng thông tấn Xã Pháp dẫn lời bà Marcia Benica đặt trách các vấn đề môi trường trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo đó, lần này Hội đồng Bắc Cực sẽ có một tuyên bố đã được 8 vị bộ trưởng thông qua và sẽ công bố một kế hoạch chiến lược chung cho 10 năm sắp tới. Do có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên, các tuyến đường hàng hải và vị trí chiến lược, Bắc Cực trong những năm qua đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa 8 đối thủ là thành viên Hội đồng Bắc Cực, gồm Mỹ, Canada, Nga, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Iceland. Chính quyền Biden muốn dựa vào hồ sơ khí hậu để hướng tới khả năng hợp tác với chính quyền Nga, nước giữ chức chủ tịch Hội đồng Bắc Cực trong hai năm tới. Chuyến công du lần này của Ngoại trưởng Mỹ cũng là dịp để trắc nghiệm quan hệ với Nga trước thượng đỉnh Biden-Putin có thể sẽ có một cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Nga và Mỹ bên lề cuộc họp ngoại trưởng của các nước thuộc Hội đồng Bắc Cực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết hai ngoại trưởng anthony Blinken và Sergei Lavrov sẽ bàn về mọi khía cạnh của quan hệ song phương. Hồ sơ Bắc Cực cũng được xem là một thách thức mới đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Trung Quốc, quan sát viên của Hội đồng Bắc Cực, dù không có lãnh thổ ở vùng Bắc Cực, nhưng tự xem là một quốc gia gần như thuộc Bắc Cực. Thưa quý vị, bây giờ là tin tức từ đài BBC. Xung đột Israel-Gaza, giới chức Gaza nói Chủ nhật là ngày đẫm máu nhất. Các quan chức Palestine tại Gaza nói rằng Chủ nhật vừa qua là ngày đẫm máu nhất kể từ khi đợt xung đột hiện tại với Israel bắt đầu. Hơn 40 người đã bị giết trong đợt không kích mới nhất của Israel vào giải Gaza, các quan chức cho hay. Quân đội Israel nói rằng dân quân Palestine đã bắn hơn 3.000 quả đạn rocket về phía Israel trong tuần vừa qua. Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres đã cảnh báo các cuộc giao tranh tiếp diễn có thể đẩy khu vực vào một cuộc khủng hoảng không thể giải quyết. Ông kêu gọi các bên chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực kinh khủng cực độ này. Đầu ngày thứ hai, máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành 80 cuộc không kích vào một số khu vực của thành phố Gaza, ngay sau khi các tay súng Hamas bắn một loạt rocket vào miền nam Israel. Liên Hiệp Quốc cũng cảnh báo tình trạng thiếu nhiên liệu ở Gaza có thể dẫn đến việc các bệnh viện và các cơ sở khác bị mất điện. Lynn Hastings, phó điều phối viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, nói với đài BBC rằng bà đã kêu gọi chính quyền Israel cho phép Liên Hiệp Quốc đưa nhiên liệu và hàng tiếp tế vào, nhưng được trả lời rằng tình hình là không an toàn. Các quan chức Gaza cho biết 42 người, bao gồm 16 phụ nữ và 10 trẻ em, đã thiệt mạng trong các đợt không kích của Israel vào hôm Chủ nhật. Phía bên kia, Israel nói có 10 người, bao gồm hai trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng rocket vào Israel kể từ khi giao tranh bắt đầu vào hôm thứ Hai tuần trước. Tổng số người chết ở Gaza hiện nay là 188 người, bao gồm 55 trẻ em và 33 phụ nữ, cùng với đó là 1.230 người bị thương, theo Bộ Y tế do Hamas kiểm soát. Phía Israel nói rằng số người chết bao gồm hàng chục tay súng. Chuyện gì đã xảy ra vào hôm Chủ nhật? Loạt không kích của Israel đã nhằm vào một con phố đông đúc ở Gaza ngay sau nửa đêm Chủ nhật, khiến ít nhất ba tòa nhà bị sập và hàng chục người thiệt mạng. Hamas đã phóng một loạt tên lửa về phía nam của Israel trong đêm hôm đó và vào buổi chiều. Hàng triệu người Israel đã tìm đến các văn phòng hoặc các nơi trú ẩn an toàn khi còi báo động vang lên. Người Palestine cũng cố gắng đề phòng, nhưng ở giải Gaza đông đúc và có nguồn lực kém, nhiều người không còn nơi nào để đi. Riyadh Eskuntana kể với hãng tin Reuters rằng ông đã đưa các con gái vào ngủ trong một căn phòng trong nhà, nơi mà ông cho là cách xa các vụ nổ nhất. Thế rồi, chỉ có một cô con gái của ông là Suzy, 6 tuổi, sống sót sau đêm hôm đó. Vợ và ba người con khác của ông đã thiệt mạng. Ông Eskuntana kể, tôi chạy đến để kiểm tra các con gái, vợ tôi đã nhảy vào, trong khi cô ấy đang cố lôi các con ra ra khỏi phòng thì một cuộc không kích thứ hai lại dội xuống căn phòng. Trần nhà bị phá hủy và tôi nằm dưới đống đổ nát. Quân đội Israel sau đó cho biết họ đã tiến hành một cuộc không kích vào hệ thống đường hầm của các tay súng trong khu vực này. Theo họ, vụ sập đường hầm khiến những ngôi nhà ở trên cũng bị sập, dẫn đến thương vong ngoài ý muốn cho dân thường. Quân đội Israel nói rằng họ đã nhằm vào các thủ lĩnh và cơ sở hạ tầng liên quan đến Hamas. Quân đội nước này cho biết cuộc không kích đã đánh trúng nhà của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa và em trai của ông này là Muhammad Sinwa, người được mô tả là nhân vật phụ trách hậu cần cho nhân lực cho phong trào này. Hãng tin Associated Press cho rằng có vẻ hai người kia không có ở nhà vào thời điểm xảy ra cuộc không kích. Các nhân viên cứu hộ của giải Gaza đã dành cả ngày để tìm cứu người dưới đống đổ nát do đợt không kích gây ra. Bộ Y tế Palestine cho biết một bác sĩ nằm trong số những người thiệt mạng, đó là bác sĩ Yaman Abu al of trưởng khoa nội tại Bệnh viện Shifa và là thành viên của đội chống dịch virus corona. Tại Israel, rocket của Hamas đã bắn trúng Ashkelon, Ashdod, Netivot và các khu vực khác ở miền Trung và miền Nam Israel, không có thông tin về thương vong. Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công bằng rocket vào lãnh thổ Israel trong tuần qua có mức độ tập trung cao nhất kể từ trước đến nay. Hệ thống phòng thủ vòm sắt của nước này đã đánh chặn nhiều rocket trong số đó, nhưng một số quả đạn đã gây ra thiệt hại cho xe cộ và các tòa nhà, bao gồm giáo đường Do Thái Yad Michael ở Ashkelon, nơi một mảnh đạn đã xuyên thủng tường ngay trước khi diễn ra buổi lễ tối trong ngày Shavuot của người Do Thái. Theo Times of Israel, không có ai bị thương và người dân địa phương đã nhanh chóng dọn dẹp để có thể tổ chức buổi lễ. Về khả năng ngừng bắn, Paul Adams phóng viên ngoại giao của BBC phân tích rằng liệu chiến dịch quân sự của Israel tại giải gaza được mệnh danh là người bảo vệ những bức tường đã tới điểm gần kết thúc hay chưa vẫn chưa rõ ràng thủ tướng israel benjamin netanyahu nói rằng các cuộc tấn công đang tiếp diễn toàn lực và sẽ mất thời gian trong cuộc họp báo hôm chủ nhật ông thừa nhận có áp lực nhưng đặc biệt cảm ơn tổng thống mỹ joe biden đã ủng hộ ông đặc phái viên của ông biden là heidi arm đã đến israel từ hôm thứ sáu để thảo luận về cuộc khủng hoảng với các quan chức israel do mỹ cũng như israel và nhiều quốc gia khác coi hamas là một tổ chức khủng bố ông arm sẽ không gặp một trong hai bên tham chiến bất kỳ thông điệp nào dành cho hamas đều sẽ phải thông qua các bên đối thoại truyền thống chẳng hạn như ai cập hoặc là qatar các thông tin địa phương cho biết hamas đã đề xuất một số hình thức ngừng bắn trong vài ngày nhưng bị từ chối bởi israel quốc gia rõ ràng muốn gây ra nhiều thiệt hại nhất cho các tay súng trước khi kết thúc giao tranh nhưng tình tiết này diễn ra theo những mô hình quen thuộc israel cố gắng tạo ra lợi thế quân sự chắc chắn của mình cho đến khi quốc tế phản đối kịch liệt về thương vong dân sự và tình hình nhân đạo xấu đi ở gaza yêu cầu chấm dứt chiến dịch này xét về tính toán của israel chúng ta vẫn chưa tiến đến được thời điểm đó một bản tin khác của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp thưa quý vị về tình hình tại Miến Điện, đụng độ dữ dội giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy ở Mindat. Tại thành phố Mindat thuộc bang Chin, tây bắc Miến Điện, cách biên giới Ấn Độ khoảng 100 km, hôm 15 tháng 5, quân đội đã mở cuộc tấn công nhắm vào lực lượng nổi dậy địa phương có vũ trang. Hãng tin Reuters nhận định đây là một trong những vụ đụng độ dữ dội nhất kể từ khi quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Tập đoàn quân sự đã ban hành thiết quân luật tại Mindat có hơn 40.000 dân kể từ hôm thứ Năm 13 tháng 5 và bắt đầu tăng cường các cuộc tấn công quân sự nhắm vào lực lượng mà họ gọi là khủng bố có vũ trang. Các chiến binh của lực lượng nổi dậy có tên gọi là Chinland Defense Force cuối cùng đã phải rút khỏi thành phố Mindat. Một người dân nói với Reuters là hiện vẫn còn khoảng 20.000 người mắc kẹt trong thành phố, đa phần là trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ. Tất cả đàn ông, kể cả thanh thiếu niên tham gia hoạt động chống quân đội, đều phải trốn chạy để bảo toàn tính mạng. Bác sĩ Sasha, một nhà đấu tranh hoạt động bí mật thuộc chính phủ không chính thức của miền điện cho biết có 5 thường dân thiệt mạng trong hai ngày qua vì đạn pháo của quân đội. Trong một thông cáo, đại sứ Mỹ tại Miến Điện kêu gọi tập đoàn quân sự Miến Điện ngưng sử dụng bạo lực nhắm vào dân thường và nhận định việc quân đội sử dụng vũ khí chiến tranh để chống lại dân thường cho thấy tập đoàn quân đội sẵn sàng làm mọi việc để duy trì quyền lực. Khi được hỏi, phát ngôn viên của tập đoàn quân sự Tamado vẫn chưa bình luận về chiến dịch tấn công ở Mindat. Và bây giờ là bản tin của đài BBC về tình hình dịch bệnh COVID-19. Việt Nam, Đài Loan, Singapore siết chặt còn Anh Quốc thì nới lỏng các hạn chế phòng chống dịch. Du lịch tái khởi động, hàng ngàn du khách Anh đã bắt đầu tận dụng lợi thế của việc nới lỏng các quy định cấm lại áp dụng với du lịch nước ngoài. Du khách từ Anh, Scotland và xứ Wales đang bay đến một số quốc gia. Ngành du lịch vốn bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, hy vọng đây là một sự khởi đầu của sự phục hồi. Du khách hiện có thể đến 12 quốc gia trong danh sách xanh của chính phủ, bao gồm cả Bồ Đào Nha và Israel mà không bị cách ly khi họ trở về Anh Quốc. Phần lớn các điểm du lịch vẫn nằm trong danh sách vàng và đỏ, có nghĩa là du khách phải cách ly khi họ quay lại. British Airways và Ryanair cho biết sự tự tin đang được phục hồi. Tuy nhiên, lượng đặt vé vẫn còn kém xa mức độ trước đại dịch Covid-19. Tại Thái Lan, lây nhiễm Covid-19 tăng vọt trong các nhà tù. Thái Lan vừa có các số ca lây nhiễm cao nhất trong ngày với đa số các ca nhiễm mới là từ các nhà tù đông đúc của nước này khoảng 6.853 tù nhân mắc virus trong số tổng cộng 9.635 ca nhiễm mới vào hôm thứ Hai, cao hơn gấp đôi so với con số kỷ lục ca nhiễm trong một ngày nước này từng ghi nhận. Thái Lan thừa nhận đã có tình trạng gia tăng các ổ bệnh trong nhà tù sau khi một số nhà hoạt động nổi trội có kết quả xét nghiệm dương tính. Thái Lan đã giữ được số ca mắc COVID-19 ở mức thấp, rất thấp trong năm ngoái, nhưng hồi tháng trước, tình trạng lây nhiễm đã tăng vọt. Tổng số có 111.082 ca được ghi nhận tại nước này kể từ đầu đại dịch cho tới nay. Con số cao nhất trong ngày trước đây là 4.887 ca vào hôm 13 tháng 5, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Thái Lan có 25 ca tử vong mới trong hôm thứ Hai, nâng tổng số ca chết do COVID-19 của nước này lên là 614 ca. Việt Nam ghi nhận thêm gần 1,7 triệu liều vaccine AstraZeneca. 1 triệu 682.000 liều vaccine AstraZeneca về tới Việt Nam trong chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới khu phân phối. Lô vaccine được chờ đợi bấy lâu nay trong bối cảnh Việt Nam đã lên lịch triển khai tiêm đợt 3 trong lúc dịch bùng phát tại cộng đồng tại nhiều tỉnh thành từ cuối tháng 4. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực, với hơn 3 triệu ca tử vong, chúng ta cần chủ động phòng bệnh hơn chữa bệnh. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, viện trưởng Viện Pasteur của thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, do đó việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là hết sức cần thiết để tăng tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và để Việt Nam không bị rơi vào tình trạng phong tỏa như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Đây là lô vaccine AstraZeneca thứ hai của Covax phân phối cho Việt Nam, đợt một gồm 811.200 liều. Lô thứ nhất chuyển tới Việt Nam hôm 1 tháng 4. Trước đó, Việt Nam cũng đã nhận 117.600 liều vaccine AstraZeneca vào ngày 24 tháng 2. Đến ngày 15 tháng 5, cả nước đã thực hiện tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 hai đợt với 977.032 liều. Được biết, 22.512 người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine, theo Bộ Y tế Việt Nam cho hay. Những đối tượng được tìm là cán bộ, nhân viên y tế, lấy máu, lấy mẫu, bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19 cùng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ đã nỗ lực tiếp cận các nguồn cung vaccine qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm các nhà sản xuất, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước, v.v. Tổng số vaccine Việt Nam đã mua đăng ký là khoảng 170 triệu liều, trong đó số đã ký kết có cam kết là khoảng 110 triệu liều. 110 triệu liều này gồm 38,9 triệu liều từ chương trình COVAX Facility, 30 triệu liều từ AstraZeneca, 31 triệu liều từ Pfizer, BioNTech. Vào tuần trước, Việt Nam cho biết trong khi ngoài nguồn cung cấp vaccine nhập khẩu, Việt Nam đang thúc đẩy nghiên cứu phát triển vaccine ở trong nước. Vaccine do Việt Nam sản xuất dự kiến sẽ được sử dụng trong năm 2022 để có thể chủ động nguồn cung, an ninh y tế, ứng phó khi đại dịch xảy ra trong tương lai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói với các phóng viên, đồng thời để mở ra cơ hội khống chế sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này, Việt Nam cũng mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19 để các loại vaccine sớm được phổ biến rộng rãi ở tất cả các nước trên thế giới, bà Hằng nói thêm về lộ trình vaccine. Mục tiêu của COVAX là phân phối 2 tỷ liều trước cuối năm 2021, trong đó 50% dành cho 92 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Mọi quốc gia, bất kể mức phát triển, đều có thể tiếp cận vaccine COVID-19 của chương trình COVAX. Mục tiêu cuối cùng là các Quốc gia tham gia COVAX được tiêm chủng ít nhất 20% dân số, bắt đầu từ đội ngũ y tế và những người dễ bị tổn thương nhất. Vào ngày 14 tháng 5, đại diện Bộ Y tế vừa phát đi thông tin cảnh báo là có lừa đảo tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong khi thời điểm hiện nay chưa có vaccine tiêm dịch vụ. Cảnh báo này được đưa ra sau một thông báo đang lan truyền trên mạng của một doanh nghiệp, thông báo doanh nghiệp tổ chức tiêm vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 của Nga, chi phí tiêm là 1,5 triệu đồng cho một người, thời gian tiêm là ngày 12 và ngày 13 tháng 5. Đại diện Bộ Y tế cho biết, Việt Nam chưa nhập khẩu được vaccine của Nga và đề nghị người dân cảnh giác trước những chiêu trò tương tự. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga vào ngày 11 tháng 5 thông báo viện trợ không hoàn lại 200 triệu yen, tương đương 1,8 triệu Mỹ Kim, dây chuyền bảo quản lạnh vaccine khi điện đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị, theo Đài phát thanh quốc tế Pháp đưa tin, thì tại Ấn Độ, Covid-19 tràn về nông thôn, xác người chết bị ném xuống sông Hằng. Những hình ảnh ghê rợn tại Ấn Độ, nhiều xác chết nghi là của người bị mắc COVID-19 trôi dạt trên sông Hằng, chủ yếu trong đoạn chảy qua hai bang Uttar Pradesh và Bihar. Hiện tượng này là bằng chứng cho thấy dịch đang bùng nổ ở các vùng nông thôn nghèo. Thông tin viên của đài RFI tại Ấn Độ Kombastin cho biết thêm thông tin. Bình thường, được chết bên bờ con sông này đối với những người theo đạo Hindu là một đặc ân. Nhưng giờ đây, con sông Linh thiêng đang trở thành biểu tượng của đại dịch ngoài tầm kiểm soát những xác người không xác định nổi trên mặt nước. Theo trang thông tin tại Ấn Độ The Wire, người ta đã phát hiện được 900 xác như vậy. Chính quyền thú nhận hiện tượng xác trôi sông này có liên quan trực tiếp với làn sóng dịch thứ hai kinh hoàng đang đánh vào Ấn Độ. Đại dịch đang lan đến các vùng nông thôn ở các bang Uttar Pradesh và Bihar có tổng số 300 triệu dân. Dân nông thôn ở các bang này quá nghèo để có thể chôn cất người thân nói gì đến làm xét nghiệm cho họ và trong tuyệt vọng họ đành ném xác người nhà xuống sông. Những hình ảnh như thế lại càng khẳng định số liệu chính thức những người chết vì Covid trong bang Uttar Pradesh là đáng nghi ngờ. Một số người lo ngại con sông, nguồn nước sống còn cho toàn vùng chảy qua sẽ bị lây nhiễm virus. Cảnh sát bang Uttar Pradesh vừa cho triển khai các đội kiểm soát trên bờ và trên sông nhằm ngăn chặn người dân vứt xác người chết xuống sông Hằng, trải dài gần 2.000 km qua bang Uttar Pradesh và Bihar. Và bây giờ là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Một người dân bị công an thẩm vấn sau khi phá một loạt các pano tuyên truyền bầu cử. Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đang thẩm vấn và điều tra một người dân bị cáo buộc là đã phá hàng loạt các pano tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn của quận này. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh loan tin này vào hôm 16 tháng 5. Theo báo Pháp luật, người bị công an điều tra là ông Nguyễn Hùng Đức, 46 tuổi, ngụ tại phường Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu. Người này vào ngày 15 tháng 5 đã dùng vật nhọn rạch phá làm hư hỏng hàng loạt các pano tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn quận Thanh Khê và quận Cẩm Lệ. Công an đã trích xuất camera, điều tra và lần ra ông Đức. Vào ngày 16 tháng 5, ông Đức đã bị công an lấy lời khai để làm rõ vụ việc. Báo pháp luật cho biết ông Đức đã thừa nhận hành vi của mình nhưng không cho biết liệu ông Đức có phải chịu hình phạt gì hay không. Điều 178 Bộ luật Hình sự Việt Nam có quy định về các hành vi phá hoại tài sản. Theo đó, người vi phạm tùy mức độ có thể bị phạt tiền hoặc có thể bị tù mức cao nhất lên đến 20 năm. Việt Nam chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Vài tháng trước cuộc bầu cử, báo chí nhà nước Việt Nam đã có nhiều bài viết và bình luận ca ngợi cuộc bầu cử công bằng và kêu gọi người dân thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mình bằng cách đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, một số người dân được đài RFA phỏng vấn cho rằng họ không tin cuộc bỏ phiếu là công bằng vì đã được đảng xếp đặt. Vì vậy, họ cũng không muốn tham gia bỏ phiếu. Những bài bình luận trên các trang báo nhà nước đồng thời cũng chỉ trích các hãng tin nước ngoài khi đưa tin về cuộc bầu cử ở Việt Nam cho rằng các hãng tin này đã phỏng vấn những người đưa tin sai về bầu cử. Ngay trước bầu cử, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ hai ứng cử viên độc lập tham gia cuộc bầu cử Quốc hội với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Một người là nhà thơ, người trâm bày tỏ mong muốn tham gia ứng cử Quốc hội cũng đã bị công an thẩm vấn trong nhiều ngày. Như đài FFA đưa tin thì ít nhất có 4 người dân khác đã bị công an mời thẩm vấn vì đã có những thảo luận trên mạng xã hội về cuộc bầu cử sắp tới. Một bản tin khác của đài Á Châu Tự Do chứng minh nhân dân của hàng ngàn người Việt Nam bị rao bán trên mạng hàng ngàn chứng minh nhân dân của người Việt Nam đang bị rao bán trên mạng với giá 9.000 đô la, khiến công an phải vào cuộc điều tra. Truyền thông nhà nước loan tin này vào hôm 15 tháng 5. Theo báo chí nhà nước Việt Nam, thì các thông tin chứng minh nhân dân được đăng trên diễn đàn hacker có tên là Red Forums, hiện nay đã bị xóa. 17 GB dữ liệu bao gồm hình ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cứ công dân, bao gồm mặt trước và mặt sau, ảnh, video, địa chỉ, điện thoại và email riêng một tệp tin dung lượng 1,4 GB chứa thông tin của hơn 3.000 người. Ngoài ra, người đưa thông tin trên diễn đàn hacker cũng cung cấp ảnh chụp màn hình sổ hộ khẩu và một số giấy tờ của người dân. Người này rao bán các thông tin với giá 9.000 đô la, tương đương với hơn 200 triệu đồng, và thanh toán bằng tiền Bitcoin hoặc là Litecoin. Theo báo pháp luật của thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 5 thì Bộ Công an đang yêu cầu các lực lượng chức năng vào cuộc để điều tra xác minh thông tin liên quan đến vụ việc này. Báo này trích lời một lãnh đạo văn phòng Bộ Công an cho biết, những thông tin này rất nhiều cơ quan có thể có như ngân hàng, hàng không, quản lý đất đai, thậm chí là bưu điện, cửa hàng bán điện thoại. Hiện chưa biết hacker lấy từ nguồn nào và rao bán thông tin ngoài mục đích lấy tiền thì còn mục đích gì khác hay không. Rất nhiều vấn đề cần phải làm rõ. Theo báo quản trị mạng.com đến trưa ngày 16 tháng 5, sau 3 ngày xuất hiện bài rao bán của OX1337XO cùng toàn bộ bình luận đã biến mất. Theo thông báo của Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, các đơn vị chức năng đang tiến hành xác minh dữ liệu để đánh giá nguồn lộ thông tin. Trung tâm này cho biết lượng dữ liệu này có thể xuất phát từ những dịch vụ có yêu cầu cung cấp thông tin người tiêu dùng như dịch vụ cho vay tiền trực tuyến, dịch vụ tài khoản tiền ảo. 17 GB là dữ liệu Know Your Customer, dữ liệu để xác minh thông tin người dùng, gồm ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, cả mặt trước và mặt sau, ảnh video selfie kèm số điện thoại, địa chỉ và email. Trong số dữ liệu đó, có riêng một tệp tin dung lượng 1,4 GB chứa thông tin của 3.600 người. Một chuyên gia bảo mật cho biết đã liên hệ với người bán và tiết lộ lượng dữ liệu chứa khoảng từ 8 đến 10.000 thông tin của người Việt. Hiện chưa rõ dữ liệu quan trọng của người dùng này bị lộ như thế nào, nhưng đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cần phải được xử lý sớm. Trên thẻ căn cước công dân có số thẻ, đặc điểm nhận dạng, ngày tháng năm sinh và địa chỉ của người dùng. Đây là những thông tin quan trọng. Nếu kẻ xấu có được, chúng có thể sử dụng để đăng ký các tài khoản trực tuyến, tài khoản viễn thông, tài khoản vay vốn ở tổ chức tài chính có quy trình lỏng lẻo gây rắc rối cho người dùng. Đây không phải là lần đầu tiên dữ liệu của người Việt bị lộ. Trước đó, thông tin Facebook của người Việt cũng từng bị rao bán hoặc chia sẻ miễn phí trên các diễn đàn của hacker. Theo báo Lao động.vn, hồi tháng Giêng năm 2021, dữ liệu cá nhân gồm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của 300.000 người Việt cũng bị rao bán trong diễn đàn Error XXX Forum tài khoản đăng tải thông tin trên không phát giá cụ thể mà cho biết ai muốn mua đầy đủ dữ liệu có thể trao đổi riêng để thương lượng giá cả thậm chí người này còn tự tin cho biết các thông tin cá nhân sẽ được cập nhật hàng tháng Hồi đầu tháng 11 năm 2018, một sự việc gây xôn xao dư luận khi hơn 5,4 triệu thông tin khách hàng bao gồm lịch sử giao dịch, dữ liệu email, thẻ ngân hàng được cho là của một đơn vị điện máy lớn bị hacker đăng tải công khai lên mạng. Dù đại diện của đơn vị điện máy đã lên tiếng phủ nhận sự việc rò rỉ thông tin, nhưng câu chuyện cũng khiến cho nhiều người dân hoang mang, vội vã tăng cường các hoạt động bảo mật. Trước đó, hồi cuối tháng 7 năm 2016, một cuộc tấn công vào hệ thống website của Vietnam Airlines đã diễn ra. Sau đó, các tập tin bao gồm danh sách của hơn 400.000 tài khoản khách hàng được cho là hội viên của Vietnam Airlines, gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ, cơ quan, số điện thoại, v.v. bị rò rỉ trên mạng. Phía Vietnam Airlines ngay sau đó cũng đã khuyến cáo hội viên thay đổi mật khẩu ngay sau khi hệ thống được khắc phục.